Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ tư, 7 tháng 7, 2021. Chương trình bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay xin được phát hình phần chính, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Nhưng mà những cái lúc chẳng hạn như anh cột quần áo lại, hay là những cái lúc mà bà cụ không có ấy để chôn, thì anh cũng phải ít nhiều cũng phải có cái sự suy nghĩ về cái chuyện là gia cảnh. Không có đủ sức, không sức làm, tôi tốn nghèo sao mà đời không có, không tôi không để cho đến giờ này. Tôi nghe người ta nói là buồn mà đến đấu ruột rồi vậy, tôi chả thấy gì gọi là buồn lắm. Nhưng mà không nghĩ đến này. Trước kia ngày mà đi lính, mùa mưa mùa đầu năm 1961, là mẹ tôi mất thân riêng, thì tôi ở Huế, thì tôi bằng ngày tôi ngủ, thì bằng đêm tôi mới đi chơi. Tôi đi lên qua những cái cầu, tôi nhìn xuống dòng sông một hai giờ sáng, thì cũng phải trầm tư rồi gì hết, nhưng mà tôi thấy tôi rất thích hợp ở trong những cái hoàn cảnh như vậy đó. Tôi cũng chả đặt ra vấn đề thân phận con người bi thảm á. Đấy, một hai giờ sáng, một cái thằng, một anh nhô con 17 tuổi đứng nhòm ở trên một dòng sông dưới này nước luộc. Vấn đề của tôi là nước, và những cái vấn đề có những ngày nằm ở trong kiên giang. Thèm cái gì? Thèm ly nước. Thèm ly nước. Tôi tưởng tượng bây giờ có mình thổ ngón tay qua mà dưới trên mưa mà nó xuống á. Đó, mà thì may đến cái ngày 16, ngày 16 tháng 4 1986, từ trại Nam Lâm Sơn, là cái trại lớn nhất của miền Trung, của Thanh Hóa đó, trại mà sau này đốt Cù Huy, Hà Vũ rồi Trương Thị Công Nhân rồi vậy, nó chuyển tôi lên trại Thanh Cẩm. Thì lần đầu tiên tôi thò cái gà mèn qua cửa, và mưa đến nó tạt vào mà, là như vậy từ 70, từ 81 cho đến 86 tôi mới được đầu tiên được tắm một cái gà mèn nước. Cho nên đối với tôi, nước là một vấn đề nước thân. Nước là nước Việt Nam, nước đó là nước uống, nước đó là nước ăn. Nước đó là cái nước mà thằng bé mấy tuổi cứ ngồi mà nhìn nước luộc. Cái này không phải là tiềm thức nữa. Cái này rõ ràng cả từ ý thức, từ giác quan, từ sinh tâm lý, nó nằm hẳn ngoài chứ vậy. Nhưng mà bây giờ thì anh nhìn lại, trước khi anh bước vào, và trước khi, và thường thường người ta làm bất cứ cái gì, người ta cũng có thể có một cái sự mong đợi. Khi anh vào trường võ bị, có thể anh có một cái hoài vọng nào đó không, mà khi anh ra không có. Tôi nghe mấy thằng cha kia bảo vậy, phải đeo sao đâu vậy. tôi có mọi chuyện, nghĩa là cái câu này mà rất hợp với tôi, mà của người miền Nam: ra đi gặp vịt thì lùa, gặp duyên thì kết, gặp chùa thì tu. Tôi có thêm câu nữa: gặp việc gặp đi ở tù. Đối với tôi mọi chuyện nó có vẻ hơi hoặc kê, nhưng mà tôi cũng không quan trọng lắm đâu. Nếu quan trọng thì làm sao mà, thưa với anh, với quý vị, một cái người 78 tuổi ở trong một hoàn cảnh không nhà không cửa, nhà đấy là cái housing mới có được từ 2016, không cha, không mẹ, không anh, không em, không tài sản, và ngay cái áo quần, tôi nói thật, rất là thành thật, tôi cũng không biết cái áo này do ai cho. Tôi biết có một người hay cho tôi áo quần là ông Huy Phương, mà ông ấy thấp hơn, mà ông lại hơi béo, ông hay cho tôi áo quần. Trong đống áo quần tôi biết có một áo quần thằng con trai tôi cho ở Houston, và có mấy bộ áo quần ông Huy Phương cho. Nhưng còn rất nhiều áo quần tôi biết, như cái áo này tôi không biết ở đâu có. Còn cà vạt này tôi biết ở bên Tây cho. Đó. Nhưng mà tôi luôn luôn thấy được đầy đủ. Cái ngày mà anh chọn binh chủng dù, với lại cái công tác đầu tiên, có lẽ anh đã viết nhiều trong dấu binh lửa rồi, nhưng mà anh nói lại cái cảm xúc của anh lúc đó anh bước vào, đôi khi anh cảm thấy là không biết mình ở đây để làm gì. Không biết mình ở đâu. Thế buổi chiều đưa về tiểu đoàn 7 nhảy dù. Tiểu đoàn 7 là một cái tiểu đoàn nó có từ trước năm 4, nhưng đến năm 4 nó bị đi suốt, nó tan đi. Rồi sau năm 4 đến 60 nó mới thành lập lại. Thì nó thành lập lại bằng cách lấy
lính và sĩ quan của các tiểu đoàn về. Thì tôi bước vô tiểu đoàn 7, tôi mới ngã ngửa, ai quen hết. Vì lúc đó ấy, chỉ có cấp trung úy thôi. Vì ở trung úy thời kỳ cùng Diệm mà đeo đến 90 năm, cũng lên thiếu úy. Và từ trung úy lên thiếu úy nó khác. Thế từ về đến tiểu đoàn 7 nhảy vô, tôi là cái anh thiếu úy cũng đi. Thì đi ngang qua lính bảo thằng trong như thằng đi thôi, mà thằng cũng đi thiệt. Và tôi đi ra ngoài bên ngoài tôi đứng kia, tôi bị quân cảnh nó hốt ngay. Vì nó nghĩ ở đây không có anh thiếu úy mà mặt mày như vậy hết. Thế anh cứ tưởng tượng, một anh cũng đi 20 tuổi. Nếu ở Sài Gòn con nhà giàu biết ăn biết chơi rồi vậy thì còn biết gì nữa mà. Chứ tôi không sao, ở ngoài Đà Nẵng vào, miền Trung vào con nhà nghèo. Lấy cái gì mà biết thành tự thành nữa. Thấy tội nghiệp quá. Rồi buổi chiều đó, chiều thứ bảy người ta đi đâu hết trơn. Rồi ngồi nhìn lá cấu trúc thấy cái đời sống này cũng phải của mình nữa. Đấy không ai quen biết hết. Đó. Rồi đi vô đến chiến tranh thì thấy, ôi trời trời đất ơi, thấy như vậy. Chiến tranh là vậy. Rồi anh có đọc cái chuyện mà cái cô ở Khánh Hòa chứ, tháng 8, 64. Đó. Trận đánh lớn lắm. Trận đánh đó là lúc đó ông thiếu, ông Dương Quốc Đống là thiếu tá chiến đoàn trưởng. Tháng 8, 64. Trận đấu rất lớn. Thì dùng 2 tiểu đoàn nhảy dù, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 7. Tiếp cứu cho tiểu đoàn 42 biệt động quân xong rồi đánh vô trận Bình Đại. Thì làm sao mà cái thành phần du kích ở đó, thành phần địa phương đó mà đánh với 2 tiểu đoàn nhảy dù được, nó bỏ chạy. Thì móc ở ao bèo lên toàn 15, 16 tuổi. Tôi nói thế này là chiến sĩ giải phóng, thế này là kẻ thù à. Cái sức chịu đựng của con người nó dồn dập từng phần. Đó là năm 64, năm 65 trận Đồng Xoài, 11 tháng 6, 65 trận Đồng Xoài. Tiểu đoàn chết 14 sĩ quan. Chưa hết, đến 11 tháng 12, 65 rớt tàu bay chết 82 người. Đại đội của tôi, chính là đại đội của tôi chứ không ai. Nhưng mà vì ông tiểu đoàn trưởng mới là ông thiếu tá Nguyễn Bá Trước, ông bảo ra cái thằng Nam này xui quá, thôi cho nó đi tiểu đoàn 9 đi. Mới giao cái đại đội 82 đó lại cho anh Phạm Ngọc Bích. Ông đó chỉ đi máy bay từ Pleiku về Tuy Hòa. Và rất ngày 11 tháng 12, 65, chết nguyên đại đội 82 người. Và chính đó là cái người mà từ năm 674 mới tìm ra được xác đem về Hai Quay, và đúng ngày 26 tháng 10 Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa năm 2019 mới chôn lại tại ở tại Westminster này, do ông Jim West, ông vận động về Lost Soldier Foundation. Thành thử trước khi mình có câu chuyện này, tôi nói chuyện với anh Dũng, tôi luôn luôn đặt ở vị thế trung tâm, vị thế người thật việc thật, không thể nào thật hơn được, để thấy sự kiện, để hiểu sự việc, để hiểu con người, qua ai, qua chính bản thân mình, một cái phận người Việt Nam, dùng cái chữ bi thảm, dùng cái chữ bi kịch, tôi e rằng không có đủ. Cái đó là khi mà anh trực diện thẳng với lại sự thật của xã hội, anh có nghĩ là tại vì cái xã hội mình nó băng hoại ở bên... Không thể gọi là băng hoại được. Vì người ta nhân danh đạo pháp, người ta nhân danh công bằng xã hội, và Hoàng Phú Ngọc Tường, Hoàng Văn Giàu là đặt cắt một bản chúng tôi thách đổ Triều Kỳ, vì lúc ấy là Mỹ bắt đầu đổ bộ qua Đà Nẵng. Là ngày 23 tháng 3 năm 1965, tôi không biết là đúng, có nhớ đúng ngày 23 không, nhưng chắc chắn là tháng 3 65 là Mỹ đang đổ bộ qua Đà Nẵng dưới thời của Thủ tướng Phan Huy Quốc, và đang có một cái phong trào đuổi Mỹ. Mà ai là ngọn cờ đầu đuổi Mỹ là Phật giáo. Mà đó là mới năm 65 rồi, 66 là cái là nội loạn ở miền Trung, là bằng thời xuống đường. Đó là đuổi Mỹ cứu nước mà, là dưới quyền, dưới sự điều hành của Trí Quang, người đã làm rung rinh Mỹ quốc. Mà đâu phải xảy ra ở Sài Gòn, nó xảy ra ở DC, nó xảy ra ở Paris, nó xảy ra ở Tokyo.
Thì bây giờ mình, năm 2020 này, thì mình thấy rõ ràng tất cả cái này là cái vận động đâu phải là của Viện Hòa Đạo của ông Trí Quang, là của Phật giáo Việt Nam, mà rõ ràng mới là vận động toàn thế giới. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 10, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Nhưng mà lúc đó, bây giờ mình nhìn lại thì với con mắt nhìn lại thì nó rõ ràng, nhưng mà với những người dân lúc đó hay với những người lính lúc đó thì rõ ràng là cái bức tranh của họ nó không thể tổng quát như là... Tất nhiên lúc đó thì chính bạn làm sao tôi biết, nhưng mà cũng không biết làm sao cơ. Tại sao nó xảy ra đến một cái tình trạng nó tệ hại như vậy. Nhưng mà thưa với anh Lê, anh Dũng và thưa quý vị, một anh thiếu úy 24 tuổi thì biết cái gì trong cuộc đời, trong tình hình đó. Nhưng mà bây giờ thì biết. Mình có thể không biết, nhưng mà mình có thể đặt một cái dấu hỏi là khi mà một cái chế độ mà người ta dung dưỡng những cái người như vậy thì mình phải hỏi là tại sao ấy. Chẳng hạn như bây giờ hàng xóm nó gửi con, nó xin lỗi anh mất dạy qua đánh nhà mình, thì mình cũng phải coi coi, ví dụ như là bố mẹ nó hay là không, mẹ nhìn anh có bao giờ anh thắc mắc không, có thời giờ để mà không đủ sức. Vì Phật giáo là ai? Phật giáo chính là gia đình tôi. Gia đình ông cậu tôi là ông Ngô Đình Thản với lại ông Ngô Đình Cần, một ông Ngô Đình Phật giáo, ông Ngô Đình Công giáo, từ bé đã dẫn nhau đi chơi ở chùa Từ Hiếu. Đấy, chính là gia đình tôi. Và tôi đã nói chị tôi Ngô Thị Thu Minh là con của cậu hai Ngô Đình Hòe, là người tự thiêu ở Ninh Hòa đó. Cái thứ chính là Phật giáo, chính là gia đình mình. chính là gia đình mình. Ngoài cái chuyện mà tôn giáo, còn những cái yếu tố xã hội khác thì sao? Chẳng hạn như lính không chịu, không biết là anh có đọc những cái chuyện chẳng hạn như là ông Dân Anh ông viết về luật hệ phố, hoặc là đổ nước mắt hay là không? Nó đặt bài mấy lính chúng tôi không nguyên xe không động chạm gì, là bảo đánh là rồi kỷ luật của đánh vô xong không. Tôi nói rằng ai thì ai không biết, chơi lính nhà dù là kỷ luật lắm, nó rất là kỷ luật đó. Thái thư bảo đi về trong biểu tình bằng được, không được đánh đá, không được đập đá gì hết, đứng đó thôi, còn tự cảnh sát giải chiến đứng sau. Cảnh sát giải chiến thì nó có khiêng rồi, nó còn nhiều cui câu, tụi tôi cũng có gì hết. Súng là phải tháo băng đạn ra. Đó, đứng đó, con mang áo giáp với mặt nạ, đứng đó để nghe chửi và bị ném đá thôi. Thái thư chưa chứ. Và rồi sau đó thì bằng sau, thì chúng tôi đi hành quân ở. Rồi tiếp là ở khu Bồi Lời liền đó. Thành thử coi như là sự tất nhiên. Và lúc đó thì thấy thương ai? Thương lính. chỉ thấy mấy người lính với mình là gần nhau. Và cái tình thương đó cho đến hiện tại giờ này, mấy cái ông lính của tôi ở bên Việt Nam, năm đó là năm 65, mấy ông gọi tôi là Nam Sương. Nam Sương là tôi gầy nhom á. Đó, thì tôi có cái hiểu là truyền tin là Nam Sương. Thì bây giờ người ta vẫn gọi tôi là đích thân Nam Sương. Cho đến giờ này còn lại đấy, ông Thiên, ông Thu Cục Chân, ông Tư Gà Mè, ông Tư Lũ Đạo. Đó thì nó còn đó khoảng vừa vài ba người. Thì còn nguyên cái tình cảm đó, nó còn nguyên. Và đó là cái tình cảm mà nó kháng khi cho đến giờ này. Tôi nói đi nói lại, tôi chỉ là người lính, chắc phải văn chương văn sĩ vậy. Tôi cũng phải là phóng viên chiến trường nhá, tôi chưa hoàn toàn không phải là tôi cũng không biết cái gì đấy. Tổng cục chiến tranh chính trị năm 72 tôi có vào đó một lần, tại vì ông anh chú bác, ông em chú bác tôi Phan Ngọc Ân là thông dịch viên về, nó là phát ngôn viên quân sự bằng tiếng Anh, bạn với Bùi Bảo Trúc đồ vậy, có dẫn tôi vào để gặp ông tướng của chiến tranh chính trị đó, có gặp lần bỗng đó là chắc là tôi hoàn toàn phải là phóng viên chiến trường, tôi hoàn toàn không thuộc về tổng cục chiến tranh chính trị. Tôi là lính nhảy dù chuyên nghiệp quân sự 240-7, chỉ huy một đơn vị bộ binh, chỉ huy đơn vị bộ binh là trung sĩ chỉ huy đơn vị bộ binh và trung tướng chỉ huy đơn vị bộ binh. Tôi là lính tác chiến chuyên nghiệp, có hai cái bằng chuyên môn, khoảng 54 nhảy dù và khoảng 12 trận lũ sinh lệ. Hết, không có thêm một cái bằng cấp kiến thức nào hết.
Anh có đọc báo nhiều không? Báo trong cái thời gian đi lính hoặc là thời gian không hề. Giờ này. Báo Việt Nam, báo Song Thần, báo Chính Luận không hề đọc. Tôi đọc bài tôi viết. À, chứ còn mấy cái khác anh không hề. Không để. Đọc xin che khăn chỗ cho khăn xe rồi. Cho đến giờ này tôi không đọc báo. Tôi không qua TV. Tôi không nghe nhạc, tôi không đọc báo. Tôi đọc sách, tôi thích đọc sách thôi. Anh có nghĩ là cuộc chiến Việt Nam thì có nhiều cách nhìn lắm. Chẳng hạn như anh thì bắt buộc anh là lính, anh phải nhìn qua đôi mắt tác chiến rồi. Nhưng mà cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn như người Mỹ người ta có thể nhìn khác là một cuộc chiến chống cộng. Trong khi ví dụ như miền Bắc người ta có nhìn khác là cuộc chiến để đánh đuổi thực dân và thống nhất đất nước. Là một bất cứ một khía cạnh nào đó có nhiều cách. Bây giờ nói những cái kia thực tế. Tháng 3 năm 1965, ông Đỗ Cung vô Việt Nam. Cũng đổ quân 2 triệu đoàn phiệt quân lục chiến, đó là tháng 3. Đến tháng 9 là mấy trăm người rồi, mấy trăm ngàn người. Như vậy sao? Cái kế hoạch đổ quân đó không phải là ngày 1, ngày 2. Nó là chuẩn bị trước. Kế hoạch đó là kế hoạch năm 4. Ông tham mưu trưởng, hình như ông tướng Stafford rồi kìa. Ông tham mưu trưởng đã đồng ý để cho đổ bộ vào để giúp Điện Biên Phủ và dùng B-29. Cái này là nói có sách bách có chứng, dùng B-29 từ lúc ấy tàu Mỹ đang đậu ở ngoài vịnh Bắc Bộ bay vô ở trong Điện Biên Phủ và đánh bom theo cái kế hoạch vô tua, tức là chim kinh kinh. Nhưng mà ông tham mưu trưởng thì ông đồng ý, nhưng mà ông tham mưu trưởng lục quân ông không đồng ý. Ông bảo muốn đưa quân Mỹ vô đó thì phải tổ chức một cái đường tiếp vận rất là khó khăn. Vì một người lính tác chiến thì phải có 5 người lính tiếp vận đứng về mặt hậu cần logistic warfare. Thành thứ năm cái năm tư không tiếp cứu Điện Biên Phủ là do vấn đề tiếp vận không chuẩn bị kịp. Năm 65 áp dụng hết cả năm 65 đổ quân tháng 3 đổ quân mấy 2 triệu đoàn. Nhưng đến tháng 9 đã đến 200 mấy chục ngàn. Đây những số liệu, vì tôi làm tài liệu, tôi đọc. Đây số liệu này, số liệu của Mỹ. Như vậy là muốn đưa 200 mấy chục ngàn của Mỹ vào thì phải cái phần tiếp vận là phải bao nhiêu. Là tức là cái kế hoạch tiếp vận của năm 65 là cuộc tiếp kế hoạch tiếp vận của từ 1954. Bây giờ đem ra áp dụng. Nó còn nguyên cái cả trong nguyên tử. Thế 65 đầu quân, nhưng sau 8 chỉ 3 năm thôi là bắt đầu nhất định phải rút quân. Đó. Và chiến tranh hóa Việt Nam là bắt đầu từ 69-70. Từ 70 là người Mỹ không còn tác chiến nữa. Tôi xin lặp lại, từ 70 là người Mỹ không còn tác chiến nữa. Chứ đừng có nói là ký hiệp định Ba Lê 27 tháng Giêng 73. Cho nên nói cái câu chống Mỹ cứu rước tội quá. Mỹ ở đâu mà chống? Từ đó mới thấy cái ông Bảo Ninh. Ông bảo Nguyễn Văn Thạc sống tuổi 20, thằng Mỹ như thế nào tôi muốn đâm một lưỡi dao đen đúa vào tim của nó, làm gì có Mỹ. À, và có cái điều này, chính tay tôi trả 25.801 người và nhận về 5.000 người. Thì như vậy tù binh, như vậy thì ai, rồi chưa kể 200.000 hồi chế viên, thì mới như vậy ai thắng ai trên mặt trận quân sự. Chính tay tôi lập hồ sơ, vì tôi ở tiểu bang tù binh, trao trả ở đâu trừ là cả Lộc Ninh ở Minh Thạnh, nhưng mà đem về tôi phải trình hết cả, đúc kết lại, trình lên cho ông đại tá Đắc, đại tá Đắc trình lên cho ông trưởng phái đoàn, trình lên cho ông Cao Bảo Hớn, trình lên cho ông Tần Thị Hiêm, trình lên cho ông Nguyễn Văn Thiệu. 25.801, sau này nó có xê xích nhưng cũng 25.000 là một sự chắc chắn, nhân về lại 8.000, 5.000. Thì như vậy biết ai là thắng ai trong mặt trận quân sự. Còn Mỹ nhận về 585 người. Thế là tại là những ông rớt tàu bay ở ngoài Bắc. Tóm lại sao? Phía bên Cộng sản không bắt được một tù binh lục quân Mỹ, không bắt được tù binh thiết giáp Mỹ, không bắt được tù binh pháo binh Mỹ, không bắt được tù binh thủy quân lục chiến Mỹ. Nhưng có cái xe có đánh đâu. Vì chưa về chuẩn bị đánh thì Mỹ nó đã dội và quá nhiều bom nhiều rạp. Có một trận đánh nhau thiệt, Iatam đánh ở trên Pleiku, nhưng vô đâu đánh được.
đánh được, xây qua đánh với địch nhảy dù Việt Nam ở trên ngọn đồi Nóc Quan do ông Trung tá Nguyễn Quang Nam chỉ huy, thì lại bị ba tiểu đoàn nhảy dù nó đánh cho tan nát. Vì có nghĩa sao? Đứng về mặt trận địa chiến không tổ chức được, xin bảo đại không tổ chức được, vì không chịu được phi pháo của Mỹ. Không chịu được phi pháo của Mỹ thì lấy đâu mà bắt tù binh Mỹ? 585 người đó là chỉ là rất tàu bay ở ngoài Bắc mà thôi. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thành Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối mai, thứ Năm, 8 tháng 7, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN-DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và tiếng cười. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.